tâm đúng không? À, là mừng lắm thiệt. Chiếc xe thì nói chung ra không có nhiều tiền, có 100 mấy à, mà đều không có khả năng nổi ta. Mà từ đó giờ mà chưa dư được bạc nào rồi làm sao mà để có tiền mua chiếc xe. Yeah, làm thì cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống rồi đúng không ạ? Hy vọng là thì cũng tắm trên cộng đồng mạng thời gian qua đó là cũng có điện cho Thắng với nhắn tin. Cái tin là mà Thắng coi chưa trả lời được thì cũng có vài Thắng Thắng nhiều. Nói chung ra là nó không có nhớ hết để cái cú điện thoại với tin nhắn là trả lời. Thì thôi thì bữa nay cũng có mấy anh này với mình cũng các mạnh thường quân với nhà hảo tâm trong và ngoài nước đó thì cũng rất cảm ơn đã quan tâm với con thì cũng rất cảm ơn. Thế từ hôm tới giờ thì anh Thắng có nhận được cái sự giúp đỡ nào của các mạnh thường quân chưa? Có một người, một chỉ có mấy con người, còn một người là đầu tiên cái kênh anh Thiện quay là cô bên Mỹ làm cho $100 là gửi cho Thắng tuyệt vời. Cô nói Thắng tuyệt vời thôi. Là cô gửi cho $100 là 2.300.000 là trong ngày đó là chiều Thiện có gửi luôn cho Thắng. Thì cái mong muốn của anh Thắng thì là cũng muốn có một chiếc xe riêng của em là cái chiếc xe để em cũng làm mình. Dạ, lúc trước anh làm từ thiện nhiều lắm đó, mà ở quê đó anh đâu có máy quay gì đâu đi làm. Ví dụ như là mình làm bên công việc mình không có tiền, mình làm theo không có tiền, như đồ người ta dạt ra bỏ xin cái mình đi lại mình cho người ta đó, rồi mình để rồi gạo ai có gì đưa vô đấy, gạo cuối rồi vào ăn một đợt cũng có làm mấy lần. Rồi thời gian sau này bể nợ rồi mấy thiếu nợ rồi mấy đi làm ra không có đi vô trong đó được. Hy vọng là những cái chia sẻ của anh Thắng về có mong muốn là có một chiếc xe riêng để làm việc thiện của mình. Nếu có các mạnh thường quân nào ở trong ngoài nước mà có xem được video clip này, có tấm lòng nhân ái mà muốn hỗ trợ cho anh Thắng, hỗ trợ thì liên lạc trực tiếp thì anh các mạnh thường quân thì nếu mà chúng ta giúp cái một cái gì từ 5-10 triệu thì vẫn không có nhiều, còn đối với em thì em không bao giờ làm được, thật sự luôn. Hỏi anh từ tuổi này mà 42 tuổi rồi mà làm mà đã làm công việc từ 7 năm tới giờ mà chưa dư gì, là từ đây 42 trở lên là mình làm sao có dư nữa. Bây giờ cũng có trong lòng cũng có nghĩ, bây giờ mình tôi thích làm việc thiện, thích lắm, thích và làm và mừng lắm, chứ không phải là nói gì. Anh làm những cái việc thiện về ví dụ như là giúp vợ chồng anh Tâm cứu sống mạng của anh thì có khi nào anh nghĩ là sẽ được đền đáp hay là người ta không? Em không nghĩ tới đó. Không nghĩ. Tức là mình làm vì cái tâm mình thì làm trước cái đi, ví dụ như bây giờ sao có thưởng hay là cái gì không biết thì dặn, chứ còn cái dạng cho của ơn nó cho của ơn anh không dặn đâu rồi. Anh Thắng thì mình cũng làm cái công việc là lái xe khoảng 7 năm rồi đúng không ạ? Thì ngoài cái sự việc mà giúp đỡ anh Tâm vừa rồi á, thì trước giờ anh Thắng có nhớ lại và chia sẻ cho mọi người biết là có cái trường hợp nào mình cứu người hoặc là có cái việc thiện ý nghĩa nào không? Lúc đó chạy chiếc xe Mai Linh đó nhớ cũng có chạy, anh chạy cấp cứu nhiều lắm anh. Ở Mai Linh Cần Thơ là anh chạy là nói chung ra là chạy chùm luôn đó, chạy là cấp cứu. Chạy công an mà bắn tốc độ hay là bắn tốc độ lại mở cửa xe gặp rồi kêu đi liền không đâu có dám mà để lâu phút nào đâu. Là quen luôn Thắng rồi đúng không? Đó, thôi chiếc xe của em Mai Linh ở dưới Cần Thơ là số tài 298 là công an không biết chưa. Làm nhiều quá người ta biết. Chạy công an dựng bao người chặn lại rồi bây giờ thắng lại mở cửa ra đi liền. Là biết ở trong xe em chở gì rồi. Em thích những chiếc xe gì đấy. Anh Thắng là cũng thường xuyên mà làm những cái việc là đưa những cái người nạn nhân đi cấp cứu trong cái trường hợp cấp bách. Thì mình lái xe thì mình giúp được cái bên xe. Ví dụ như là mình đi làm cái gì thì mình giúp được công việc đó. Ví dụ bên xe mà ví dụ như mà có chỗ người thiện nào mà dưới quê mà muốn chở đồ đi, em sẵn sắp xe đi chở lại giùm cho người ta phát gì đấy. Ví dụ trong quê mà xe tải vô vừa thì mình thích xe mình vô quê mình chở ở dưới quê, nói chung cũng có vài chỗ người thiện người ta cho gạo muốn rồi đó, đường còn ngọt ra không có đồ trả ra đó mình cũng chở. Công việc trên đây khó lắm, nên mà vô công ty cũng nghỉ nó trả tiền, cái lúc mà chưa ra quen với này có chưa có xe đó đi làm công ty khó lắm. Mằng giỏi nó cũng chữ mà dở nó cũng chữ sao nó, nói chung ra là sao nó cũng chữ dữ trên. Đi làm công nhân thì vất vả đó, giờ có chiếc xe
chạy đi chạy xe thì bởi vì cái thời gian nó linh hoạt linh động được, đúng không? Bây giờ á, em thích nhất là giờ em có ghi một xe em lại làm đó, làm ghi cho em thích từng cái em đi làm công việc em làm để mình chủ động được, chỉ cần đổ xăng đổ dầu thôi chứ còn không phải là trả tiền xe thuê hàng tháng. Hàng tháng hiện giờ bây giờ bán xe là lên 8 triệu một tháng. 8 triệu mà bác chủ xe cũng lấy chủ xe đóng lại góp cũng hết 6 mấy 7 triệu rồi. Rồi bảo dưỡng rồi người ta vô chưa chắc thì người ta có đi ra. Cái bữa trước là anh chở anh Tâm bằng chiếc xe này luôn. Bữa đó vô quay anh Tâm nó hỏi xe nhà hay gì, em nói ở xe nhà đó mình cũng lấy hoài mà. Dạ. Lấy hoài xe nhà chở anh Tâm đi á, anh thì hỏi chở anh Tâm đi vào xe nhà em đó. Nói giống không có được. Thế là cái cuốc xe mà anh chở cho anh Tâm như vậy là cũng là chở miễn phí luôn đúng không anh? Không, không có lấy tiền đó. À. Đây nè, nói miễn phí nói gì nè, ông nói á. Anh cứu em đi bao nhiêu tiền tới bệnh viện em cũng trả anh đây. Tôi mới nói tôi nếu mà tôi chở ra mà tôi không có lấy tiền. Tôi nói rõ ràng không có lấy tiền đâu. Đó. Cái lúc đó là anh trước anh lái còn anh Tâm. Rồi biết sao cầm ra. Không đáng mọi ai cũng Tâm không? Không, có hai người ra. Một anh Tâm à? Ừ. Cái lúc đó anh quản sợ lên. Không, cái lúc đầu anh chưa lên xe thì nhìn thấy sợ nha. Mà trước khi lên xe ống cửa đây rồi là cái sợ nó mất tiêu rồi à, là chỉ biết chấm một đường chạy tới viện cho à, thôi là cứu người thôi đó, nếu sợ là chạy đâu có kịp giờ với phần nếu sợ là cũng đâu dắt lên xe trả. Dạ. Lúc đó mà thấy con rắn to vậy thì cảm giác làm sao? Nói chung ra trong miền Tây cũng sợ rắn à, rắn sợ rắn mà nghe nói rắn độc thì sợ thôi chứ thấy nó to cả nào cũng không sợ, mà nó độc thì cũng sợ chứ không phải là không sợ, sợ bằng một cái mức nào đó thôi, chứ không phải là trời, nếu mà sợ rắn là đâu có cho anh lên ngồi để chạy đi đâu. Đúng rồi. Nếu mà chạy đi lỡ giữa đường anh xỉu buông ra nó chết liền, chết luôn em, rồi dây ra tai nạn giao thông tốc độ cao mà, rồi ví dụ lỡ buông ra thì hết hồn, người ta lái tai lạc và đâm cũng đụng này đụng kia ấy, cũng có nghĩ vậy. Dạ. Mà giá trung tâm là chắc không có gì đâu, mình cứ một đường tới bệnh viện thôi, chỉ một đường thẳng. Cái từ mà nhà anh Tâm đến bệnh viện cũng tên đường nó xa lắm không anh? Thì cũng kế chỗ nhà gắn cắn đó, chơi kế chỗ gắn cắn luôn đó. Dạ. Cũng cách khoảng, nếu mà tính từ nhà anh Tâm là có khoảng thêm 2 cây hoặc 3 cây để cái gì, 3 cây vậy. Tính từ nhà có Tâm là đó chuyện đó. À, còn 3 người cùng nhau gắn ở đó thôi, trong này không liên lạc anh lại không? Có liên lạc, mà em hứa lèo không à, em hứa lèo không à. Cái chị điện hỏi rồi sao rồi, quay lại chở chị lên xe. Chị tắt máy chứ thật sự là đang với anh Tâm ở đây đâu có đi được đâu, vợ chưa lại đâu dám bỏ đi, rút ruột điện cuốn cuối cùng hết máy rồi, ở đó như là có một hai anh gì đưa đi lên á, rồi hỏi chị có lấy tiền không, cũng có hứa lẹo rồi quay điện được. Dạ thì hôm nay được trò chuyện với anh Thắng là một người mà cũng có cái việc làm rất là ý nghĩa để mà cứu sống được tính mạng của anh Tâm. Thì cũng một lần nữa là gửi lời cảm ơn đến anh Thắng. Chúc anh Thắng nhiều sức khỏe và luôn thành công trên con đường phía trước. Rồi sau khi mà tụi em đăng tải cái video này lên thì nếu mà nhận được cái sự giúp đỡ, hỗ trợ, chia sẻ gì của các mạnh thường quân thì tụi em sẽ chủ động liên hệ với Thắng. Dạ, em cũng giá cho, ví dụ như đủ không có thì 2-3 triệu em mua trả góp, chạy góp là cũng được. Dạ, dạ. Và điểm đó là cũng... Dạ. Xin cảm ơn những cái chia sẻ rất thật lòng của anh Thắng.